hôm nay mình sẽ làm clip để chia sẻ bí quyết về cách chăm sóc da của mình. Tại vì có rất là nhiều bạn cũng đã inbox hay là hỏi điện trực tiếp cho mình, có hỏi là tại sao là da của mình sinh em bé, hai em bé xong hay là da mặt hay da body cũng rất là đẹp. Thì hôm nay mình sẽ xin làm clip để chia sẻ tới các bạn. Thứ nhất có hai vấn đề sau. Đó là khi chăm sóc da thì sẽ có hai cái phần da mà chúng ta nên cần chú ý nhất, đó là phần da mặt và da body. Hầu hết là các chị em là luôn chỉ chú ý là chăm sóc da mặt thôi, nhưng còn da body các chị em luôn để quên. Thì hôm nay mình cũng sẽ chia sẻ luôn cái bí quyết về cách chăm sóc cả da mặt cả da body nhá. Đối với da mặt thì các chị em nên nhớ là cả kể các chị em không trang điểm hay là có trang điểm, thì các chị em nên nhớ là khi về nhà thì chúng ta hãy nên tẩy trang bằng cái sản phẩm tẩy trang phù hợp so với làn da của mình. Khi chúng ta đã tẩy trang sạch sẽ về da mặt và da body thì có những vấn đề sau. Thứ nhất là khi mà da mặt các chị em có trang điểm hay không trang điểm đi chăng nữa thì các chị em về nhà cũng nên là tẩy trang sạch sẽ. Chúng ta sẽ chọn cái sản phẩm tẩy trang phù hợp với làn da của các bạn. Ví dụ như là da nhạy cảm hay da dầu, da khô, da hỗn hợp. Chọn cái loại tẩy trang mắt và tẩy trang mắt môi phù hợp và tẩy trang khuôn mặt phù hợp. Khi mà chúng ta tẩy trang xong thì cái bước quan trọng tiếp theo đó là bước rửa mặt. Thì chúng ta cũng sẽ chọn cái loại sữa rửa mặt làm sao cho phù hợp với da của mình. Sau đó rửa mặt xong, làm những bước sạch xong thì chúng ta sẽ đến đó là bước về nước hoa hồng. Có chị em, các chị em mà dùng nước hoa hồng cũng là bị sai cách một chút. Là khi chúng ta lấy nước hoa hồng, chúng ta bôi cho tay và chúng ta xoa vào mặt. Thực sự khi mà xoa vào mặt thì nó cũng thẩm thấu, nhưng mà cái hiệu quả thẩm thấu của nó sẽ không cao được bằng các chị em lấy nước hoa hồng, các chị em vỗ nhẹ đều lên mặt đó để cho nước hoa hồng nó thẩm thấu vào da tốt hơn. Sau khi dùng nước hoa hồng xong thì chúng ta sẽ dùng đến loại đầu tiên là kem dưỡng ẩm. Cái kem dưỡng ẩm rất là quan trọng nhá các chị em nhá. Tại vì là để muốn là da là đàn hồi tốt, không bị khô hay là không bị nhờn nhiều, hay đại loại là da của chị em khỏe, thì đầu tiên các chị em phải là dưỡng ẩm tốt đã. Sau đó thì các chị em mới đến cái loại kem tiếp theo, để thứ nhất là kem làm trắng này, hay là kem trị nám này, hay là kem săn chắc da, hay những cái loại kem đặc trị. Thì phải là sau bước dưỡng ẩm thì các chị em mới hãng lên dùng những loại kem đó. Ví dụ như mình dùng cái sản phẩm mà dưỡng ẩm của Dermalogica này phải được đến 6-7 năm nay rồi. Và mình rất là phù hợp, làn da của mình rất là phù hợp với dòng sản phẩm dưỡng này. Và mình thấy da mình không hề bị khô, hay là độ kiềm dầu hay là lượng dầu da rất là hợp lý. Tiếp theo đó là sau khi dùng kem dưỡng ẩm xong, thì đối với da của mình, bản thân của mình là mình dùng dòng kem dưỡng Magic đêm của bên mình. Đây không phải là mình giới thiệu sản phẩm của bên mình đâu, mà đây là mình chia sẻ những cái bí quyết gì mà để giữ da đẹp cho các chị em. Hầu hết là mình không có sử dụng ví dụ như là những cái sản phẩm thì lột tẩy quá mạnh so với da, tại vì hầu hết là da của mình cũng đã trắng rồi. Thì bây giờ mình muốn nuôi dưỡng và để cho làn da của mình nó khỏe hơn thôi. Sau khi các chị em dùng cái sản phẩm về dưỡng da mặt xong thì các chị em nên nhớ là 1 tuần hoặc 2 tuần các chị em nên chăm sóc da bằng những phương pháp, có thể là ở nhà hoặc đến spa. Nếu ở nhà chúng ta nên là cũng là phải xông hơi này, tẩy da chết tất cả mọi cái xong xuôi, sau đó thì chúng ta mới đắp mặt nạ từ thiên nhiên hoặc những mặt nạ chuyên dụng để làm đẹp da. Thì các bạn cứ làm như những bước mà bản thân kinh nghiệm của mình vừa chia sẻ với các bạn, chỉ cần 1 tháng thôi thì các bạn sẽ thấy da của các bạn đã rất là khác rồi. Còn về vấn đề mà về tiếp theo đó là vấn đề về
body. Các chị em luôn quên chăm sóc làn da body của mình mà trong khi đó luôn nhớ là chăm sóc da mặt. Thế vì làm sao mà không hiểu các chị em lại bỏ quên cái làn da body của mình thế? Còn đối với bản thân mình thì là da body của mình rất cực kỳ là quan trọng. Nhiều lúc nó có thể là quan trọng hơn cả da mặt cơ. Vì làm sao? Da mình đẹp thì mình mặc một bộ quần áo lên mình cũng thấy là mình khác hẳn rồi. Và mình quyến rũ và mình tôn dáng tôn da lên rất là nhiều, trông rất là đẹp và trông rất là gợi cảm. Hôm nay mình cũng chia sẻ cái bí quyết về chăm sóc da body của mình nhá. Điều đầu tiên cũng là vấn đề làm sạch đã. Vấn đề làm sạch da body, một ngày các chị em ra ngoài đường khói bụi cũng rất là nhiều. Đó, thì sau khi mà chúng ta về thì chúng ta đầu tiên là chúng ta phải làm sạch. Lần thứ nhất là bằng các sữa tắm phù hợp để cho làm sạch các bụi bẩn ở trên da. Sau đó các chị em sẽ sử dụng cái phương pháp là tẩy da chết. Tẩy da chết thì mình lưu ý là các bạn nên sử dụng tẩy da chết bằng kem thì sẽ tốt hơn là tẩy da chết bằng muối. Tại vì tẩy da chết bằng muối thì nhiều khi là các hạt muối ấy, chúng ta không biết cách massage, vô tình massage sẽ làm tổn thương da. Thì chúng ta sẽ lên sử dụng bằng cái tẩy da chết dạng kem. Tẩy da chết thì chúng ta có thể là một tuần dùng 2 lần, có thể dùng hàng ngày. Nhưng nếu dùng hàng ngày thì phải chọn cái tẩy da chết nào mà để sử dụng được hàng ngày cho nó phù hợp. Sau khi tẩy da chết xong thì chúng ta nên nhớ phải bôi kem dưỡng da cho body. Hầu hết mọi người luôn quên cái sản phẩm kem dưỡng da cho body đó. Da mặt thì rất là chăm chỉ bôi nhưng da người mọi người luôn quên. Thì hôm nay mình cũng chia sẻ cái bí quyết của bản thân mình là mình luôn dùng cái sản phẩm là Mew Lotion này trong vòng bao năm nay. Vì làm sao? Đầu tiên là khi bôi thì da mình nó sẽ là giữ ẩm này, và cái thứ hai nó sẽ nuôi dưỡng cho làn da mình trắng hơn. Tại vì trong kem có chất dinh dưỡng cung cấp cho da những chất dinh dưỡng mà các bạn thiếu, ví dụ như là vitamin E để làm đẹp da, làm mềm da. Thì trong sản phẩm Mew Lotion có hội tụ đầy đủ các loại dưỡng đó dành cho da các bạn. Ngày xưa da của mình rất là đen chứ không được có trắng như bây giờ đâu, nhưng mà sau một thời gian là mình có chăm sóc da đều đặn thì mình đã thấy da của mình là nó rất là khác. Khi mình cũng chia sẻ thêm là khi ví dụ là ngoài là mình tẩy da chết một tuần khoảng độ 2 lần và bôi kem dưỡng đều đặn hàng ngày thì cũng khuyên chị em nên khoảng độ 1 tuần, 2 tuần hay cùng lắm là có thể là 3 tuần là các chị em nên chăm sóc da body bằng một cái phương pháp nào đấy. Bằng một cái phương pháp nào đấy nó hiệu quả. Ví dụ như là chúng ta có thể là lấy cam này, sữa tươi này, sữa chua này, mật ong này. Chúng ta có thể là chiêu đãi làm da một bữa thịnh soạn nào đó bằng cách là mình massage trong vòng khoảng độ 15 đến 20 phút cho da của các chị em, nó sẽ mềm mượt hơn rất là nhiều. Ngoài là việc là hàng ngày mình bôi lotion, đó là việc không thể thiếu được rồi. Đấy, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ, mong các chị em sẽ có một làn da đẹp, là cả kể sau sinh em bé hay là cả kể là da bình thường đi chăng nữa thì chúng ta sẽ có nên chăm sóc da để cho trong mắt của đấng mày râu hay là trong mắt của các ông xã của các bạn thì các bạn cũng thấy là mình luôn luôn tự tin, luôn luôn là để cho da đẹp và luôn luôn trong một cái gọi là thì trạng thái luôn luôn là vui tươi và đẹp một cách quyến rũ. Xin chúc các chị em thành công.